quay trở lại với channel của mình. Mình chính là Hiha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Và trước khi bắt đầu với video này, các bạn đừng quên để lại cho một nút like, một nút share để ủng hộ video cho mình. Và đừng quên kéo xuống dưới các bạn ơi, click vào đăng ký đây. Bởi vì theo thông số thống kê của YouTube, chỉ có 5% những người đang coi video của mình là đã và đang nhấn nút đăng ký thôi. 95% còn lại là đa phần là người mới, nên là chưa nhấn đăng ký gì hết. Nên các bạn hãy, nếu mà là người mới, hãy vui lòng kéo xuống vào đăng ký và lắc luôn cái chuông bên cạnh, để khi mà mình có video mới nhất, bạn sẽ là người coi đầu tiên. Và kèm theo đó chính là nếu YouTube đâu lâu nó cũng có cái lỗi đó chính là hủy sub của các bạn nữa. Nên các bạn, nếu các bạn coi, nếu các bạn chưa đăng ký thì các bạn kéo xuống đăng ký giúp mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ây da, hôm nay mình cũng đang rất là đắn đo, giống như cái tập trước, cái tập mà mình, đây tập này nè, 3, 2, 1 biết đó, cái tập mà mình lựa chọn giữa gọi là cross san với lại horror san đó các bạn. Mình không biết làm san nào trước, nên hiện tại ngày hôm nay mình có hai san này đó. Các bạn muốn mình làm san nào trước? Bên phải của mình đó chính là Eroseraphim. Trời ơi, sự kết hợp giữa Erosan 404 đó, lộn kết hợp giữa San Ero và San Seraphim ra được San Seraphim Ero, quá là đẳng cấp luôn các bạn thấy chưa. Còn bên tay của mình, đây chính là một San rất cũng rất là ngầu, đó là San Echo. San này thì cực kỳ ngầu luôn các bạn ơi, với lại cái dáng bóc của cái con San này rất là cao, rất là đẹp trai. Đó, hai con này mình đang phân vân không biết làm con San nào đây, không biết làm con San nào mà các bạn muốn mình làm đây. Bạn nào muốn thì hãy comment lại bên dưới con San nào mà bạn chọn nha. Còn bây giờ mình để mình coi thử coi là tính tố của mình sợ con nào nhất, rồi sau đó mình sẽ biến. Ok, mà bây giờ mình phải đi tìm nó trước rồi nè, lỡ bắt công biến hành động xanh xong rồi chạy vòng vòng nhìn ngu lắm. Ok, đi tìm tham khảo. Đúng rồi. Ở tập trước mình kêu tụi nó đi dọn nhà của tàu hủ lại, kêu bi lại để mình kiểu như là để tụi nó xây căn nhà mới của ba thành viên mới vô. Thì đây chính là màu tím à, trời chắc là của Nabi rồi còn gì nữa. Để vô coi coi. Để làm gì vô coi anh em. Cái đây nha. Trời ơi. Cái này nó mèo mèo. Mèo. Mèo mèo vậy? Mèo gì? Mèo gì? Lắp thêm cái nữa. Chỗ này mấy méo nè mấy ba. Chỗ này nè. Đèn đuốc gì đâu, tối hôi cái nhà vậy. Trời ơi, xây nhà vậy là chết rồi. Mới xây được cái nhà thôi. Ôi trời ơi, nhà nhiều view thế. Đẹp không, đè view lúa nè. View lúa đâu, 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 đâu. Đồng lúa nè. Đờ. Đờ, ghê chưa. Và đây là view gì đây, view nhà Jimmy nè. Tiệm nét nè. Bật đèn lên đây, chỉnh đèn vô đây. Cho 500 ngàn ánh sáng đi. Sao? Quay này là gì đây? À kho đồ à. Đang gỗ. Ờ nhà đang nhà đang gỗ gỗ cho hiện đại thấy hơi ngu rồi. Bác đâu? Nhà người có chút xíu. Thấy nhà cho bự. Ôi trời có còi. Mày nhỏ mà người ta vốt kêu người về làm bạc ti. Đồ. Rồi để coi, để coi trang trí gì hết ngôi nhà này, trang trí làm sao để tao coi. Trời xấu quá. Để từ từ lộn bàn. Bạn ngu vậy? Tao ngu quá. Bạn thủy tinh nè. Bạn thủy tinh là bạn gì? Thủy tinh. Thủy tinh. What the hell? Cái bàn màu cam. Trời ơi, xây bàn kìa. Ôi trời ơi, cho Huy thầu nhà này là xong rồi. Người ta phải test từng loại bàn để xem nó có hợp với phong thủy. Hai cái ghế, mày coi cái cân không? Mày hãy coi cân hai ghế bự giờ các bạn chút xíu. Thấy người ngu. Cái bàn này nó bự hơn không? Ngu gì đâu, ngu thiệt. Trời ơi, người ta đang test, người ta đang test là hợp lý không hợp lý, người ta đập ra người ta xây lại. Đó, nhìn được liền. Ngu. Ờ, làm gì đây? Tạm được thôi, chưa có được nha. Làm gì đây? Ủa, gì đây? Hôm nay anh đi nha, làm gì vậy? Tao không được qua hết làng của tao, tao muốn đi đâu tao đi mày? Không, hỏi thăng chứ. Hỏi thăng hả? Anh đi trong... Hỏi thăng hả? Và nhà này vẫn còn chút xíu so với nhà hàng tổ hủ thôi. Coi hàng tổ hủ nó chiếm một cái mảnh đất thiệt là bự luôn các bạn. Xong có xây nhà bi thiệt bự. Xong rồi nó mất tiêu luôn. Giờ bây giờ Nabi sướng luôn. Tính ra nhà mình đâu có bự bằng tàu hủ đâu trời. Không, nhà bây giờ mai mốt chúng ta phải xây lại làng thôi các bạn ơi. Bạn nào muốn tụi mình xây lại làng thì comment lại bên dưới nha. Mình và tất cả mọi người thành viên team sẽ xây lại nhà hết để cho hợp nhà. Mình thấy theo cái màu nhà của Nabi là khá là hợp lý nè. Tụi mình sẽ bắt đầu thay nhà lại cho nó cùng một tông các bạn. Ok, bạn nào muốn thì comment lại bên dưới nha, mình sẽ vote. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hey. Thôi, ở đây đi, tụi bay xây đi. Giờ tao coi ở trên đây tụi bay xây thêm cái gì trên này nữa. Cái phòng ngủ mất bỏ hơi hai giường hết. Thay cho muôn giường đây đâu kìa. Rồi cái phòng ngủ mà xây đây. Xây đây hả? Xây đây hả? Không hả? Không. Rồi ngủ đây rồi, trời ơi. Ngủ mà đưa đầu ra đây trúng gió nó chết. Trời, gió lùi vô là chết. Không được, cái giường không thể ở đây được.
ở đâu? Để coi cái giường nằm ở đâu. À, đó, đó, xây đây, xây đây. Cái giường ở đâu nè? Căng thẳng đấy chứ. Thôi rồi, bây giờ mình quay trở về lại bên kia để mình biến hình xanh các bạn. Ok nhanh lên. Thành 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 thành. Đây chính là Echo San hay được gọi là Gator San các bạn ơi. Cao ráo và đẹp trai. Được rồi, bây giờ mình hửng mình đi về làng để coi tụi nó có sợ không và tụi nó có biết được thông tin của con San này như nào không các bạn. Ok ok. Cái gì vậy? Ông sai cái bồn tắm ngay chỗ đó không? Đấy rồi. Quay quay quay. Ai đứng trong nhà vậy? Ai đứng trong nhà vậy? Hello and xin chào. Ta thích như vậy cho người ý kiến. Ơi ơi ơi, đừng có đụng hỏng ơi ơi. Con ở kia. Hãy giới thiệu ta là ai đi. Ờ, ông này á được gọi là Echo nhưng mà tên thì ổng là Gator San. Thường á ổng sẽ cái ổng mặc định là mặc đồ sẽ khác hoàn toàn với tất cả sang sát nha. Anh có khác một cái là anh có hai cái lỗ trên lòng bàn tay với lại gọi là cái này không thấy được gì ơi, đừng biết là ổng vậy. Thích cái gì? Thích cái gì? Muốn coi lòng bàn tay có lỗ đúng không? Đây. Sao? Vấn đề gì? Thì bây giờ Như nói cái gì hả? Anh ơi bớt dầm. Tao quay. Anh ơi bay. Trời chị được. Đuổi nó điên lên quá nhà bây giờ. Ok. Dạ. Theo thông số của ta thì ta có trong bát san không? Đố người đó. Không, em biết san cho nên em nghĩ anh là không. Anh là một kiểu gọi là không có gia nhập bát san. Vì anh là một cái thể lệ đấy. Kiểu anh không có quan hệ gì tới Erosan hết á. Đúng vậy. Ta không thích những đứa kia. Ta là một người chân chính. Chỉ cái ta hơi ngầu thôi, hiểu chưa? Em biết luôn cả nhân cách của anh luôn mà trời. Cái gì? Nhân cách của ta là sao? Nói đi. Anh có xu hướng quyến rũ tán tỉnh với lại thích đùa giỡn với người khác. Kiểu gọi là đùa giỡn cho nỗi đau của người ta. Quỷ này hết nói. Ủa, các người coi như là hôm nay gặp may ta. Hôm nay ta hơi vui, ta không muốn làm gì các ngươi nha. Nè, sao con mắt bị lòi vậy? Sành chứ, cày thế à các bạn ơi. Bởi vậy đem đi giả và để cho một đứa mà không biết gì về San cho nó thiệt nó chế gì đâu. chị biết là khi mà ai đụng tới San là mấy ổng sẽ lấy mấy con bực cách thôi, bởi đó thôi mấy bữa ổng ra chết á trời. Không phải một lần đâu mà chết luôn á. Biết chưa hả? Biết rồi. Nhưng mà anh ơi, hôm nay anh vui mà trời. Hôm nay anh vui, anh vui nha. Vậy thôi, xây nhà là phải xây nhà đàng hoàng, nhớ là phải treo hình anh ở trong nhà nghe chưa. Dạ. Thấy chưa? Thấy ta ngầu chưa? Ta không có gì ngầu ngoài cái ngầu ta rất thích hút thuốc lá, hiểu chưa? Nhưng mà các ngươi không được hút nghe chưa? Dạ. Thôi, anh đi về nha mấy đứa. Em tiễn anh. Trời ơi, con San này không có gì mà gọi là đáng sợ các bạn ơi. Nó được cái nó ngầu đẹp trai thôi à. Nên vì thế mấy tụi này nó không có sợ gì hết. Bây giờ mình phải biến thành cái con kia để coi nó sợ không. Tại vì trong sức mạnh đó hình như có Edo nữa hay sao các bạn. Mình theo mình search của Google, mình không thấy thông tin của cái con San Edo Seraphim này cho lắm. Nè con này nè các bạn. Mình search Google thì không thấy, hình như cái này đang là một giống mới hay sao, hay là San mới hay sao á. Mình search không thấy. Thôi bây giờ vô đổi skin thôi. Đây chính là căn phòng đổi skin đó, vô biển hơn. Ok các bạn ơi, đây mình đã đổi skin thành công, nhưng mà có điều là mình không tìm thấy thông tin của con này, và cũng như là skin của con này mình không tìm thấy luôn các bạn. Mình chỉ tìm được cái dạng này thôi, nên vì thế bây giờ mình sẽ cầm cái dạng này để đi chọn tụi nó. Để đi thử lòng thôi các bạn ơi, mặc dù nhìn nó không giống xíu nhưng mà kệ đi, bạn thông cảm nha. Nhưng mà mình sẽ nói tụi nó mình chính là Edo Seraphim. La 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 la, trời ơi, Seraphim này thiệt là đẹp trai các bạn ơi. Nhưng mà Edo tôi thấy là cái hình này nó còn đẹp trai hơn, nó còn ngầu hơn mà nó độc ác hơn rất là nhiều luôn. Ok chạy vô thử coi. Dạ nha. Dạ. Ta chính là San, Edo Seraphim San. Edo Seraphim
đá phím. Kê đá phím. Ở đâu? Nhìn đi. Ô vậy. Anh cho em 1 phút 30 giây. Tôi cần nghe xe đá phim rồi, nhưng mà Ero xe đá phim như là giống loài mới. Trời ơi, cái gì? Trời ơi. Đó chính là San Ero. Và đã lấy được linh hồn của Seraphim. Nó đã biến thành San Ero Seraphim. Đó chính là ta. Ta bây giờ đang kích hoạt trong hình dạng của Seraphim thôi. Ta chưa thích kết hợp gọi là hình dạng này. Bây giờ các người có cái gì không? Đưa cho ta. Tôi có gì anh? Có gì? Ui, tụi nó sợ mày ơi. Có vẻ tụi nó sợ San. Có chuyện Ero vô là tụi nó sợ. Tại sao các người lại sợ ta đến như vậy? Ừ, lớp tất trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Anh kết hợp với là anh Ero xa lộn Ero, đúng rồi Ero. Trời ơi, sợ anh là đúng rồi. À, anh là vô đói. Còn bây giờ thông tin của ta là mịt mù hiểu chưa? Ai nhìn đây. Lấy đâu anh? Trời gì ghê vậy? Lấy hỏi luôn. Khi ta bật sức mạnh lên thì nó như này. Trời ơi, đừng bật sức mạnh lên ơi, hỏi bay nhà này đúng không anh? Em lại anh, em mới vừa xây nhà, anh đừng có làm gì hết bay cái mái nhà của em. Cái mày xin mà mày giả chân vậy. Trời ơi, thôi không tả đi anh ơi. Bả có vô làng, bả người mới, bả không biết anh lai lịch người mới là ta tha nha. Nha. Con nhỏ kia, đưa thêm thông tin về ta cho tụi nó biết đi, nhanh lên. Anh là giống loại mới cho nên em cũng không biết gì. Anh em chỉ biết sơ sơ là anh cũng là một cái loại dạng là cũng giết người không nương tay đâu anh ơi. Đúng rồi. Đây, bây giờ ta sẽ cho ngươi một câu, đó chính là khi san nào mà có chữ Ero vô á là bắt đầu là có sự hung tợn và thử hung dữ và sức mạnh đàn chạy. Hiểu chưa? Các người cẩn thận mà coi chừng ta đó. Bây giờ ta đi đây, nghe chưa? Dạ. Anh đi thành giỏi. Ok bạn ơi, có vẻ như là tụi nó sợ Seraphim nhiều hơn nữa bạn. Ok, sợ Ero Seraphim. Trời ơi, cái tên dài quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm một cuốn sách để cho boss giống như lần trước, coi số lượng boss như bao nhiêu. Giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha. Ok, đây. Ok, bây giờ mình sẽ ném lại cho tụi nó. Bắt đầu tụi nó sẽ ghi các bạn ơi. Mọi người ơi. Mọi người. Mọi người, hồi nãy có gặp hai thằng San không? Anh mới gặp ổng, ổng đưa cho anh cái này nè. Bây giờ mình phải vote. Boss sai. Nào boss gì? Một trong ai? Trời. Ê, đó gì? Boss thiệt anh. Ừ. Vậy nói vậy anh em mình vote Seraphim ơi. Đúng rồi. À, nó sợ Seraphim á các bạn. Còn cái Seraphim ơi. Sao sợ. Có cánh hay ghê gần chết. Cái ghê gần chết, nó cắn gì cắn ba. Đó chị mới nói mà. Xong rồi này, em nhanh nè. Đó. Ok, bây giờ anh đi nộp cho ổng nha, bye bye. Đây. Ok bạn ơi, clip này đến đây thôi. Các bạn cũng đủ biết được mình sẽ làm xanh nào phải không? Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Các bạn nhớ đặt comment lại nếu mà các bạn muốn mình làm xanh gì nha. Bây giờ bye bye, xì bà lá giá cha, bà lá ba ba, bà lú bú bú.